Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tommy đến từ Kiwi Game Fight. Hôm nay mình sẽ bắt đầu tiếp tục đồng hành với các bạn trong một chuỗi series hướng dẫn người mới đang muốn tham gia vào chơi crypto game hay còn gọi là Game Fight. Với chủ đề ngày hôm nay đó là dòng chảy hay còn gọi là các giai đoạn phát triển của một dự án Game Fight. Thì đến với thị trường crypto nói chung hay Game Fight nói riêng, hầu hết tất cả chúng ta đều muốn bỏ tiền để đầu tư, đầu cơ vào một dự án để có thể sinh ra lợi nhuận. Thì để có thể đầu tư hay đầu cơ vào một dự án Game Fight thì cái cơ bản mà các bạn cần phải biết đó là các giai đoạn phát triển của dự án đó. Thì đó cũng là mục đích của video của ngày hôm nay. Thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi sâu vào chủ đề ngày hôm nay nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tổng quan dòng chảy phát triển một dự án GameFi. Các bạn có thể nhìn trên màn hình, đây là một cái sơ đồ quy trình phát triển một dự án GameFi mà mình đã vẽ dựa trên cái kinh nghiệm cũng như cái sự trải nghiệm của mình khi trong cái thị trường này. Thì cái vòng đầu tiên đó là vòng seed round. Thì đúng như cái tên gọi nó luôn, là vòng gọi vốn hạt giống. Thì đây là cái giai đoạn phát triển đầu tiên của một dự án GameFi. Ở giai đoạn này á, thì cái ý tưởng của dự án blockchain hay là GameFi nó cũng chỉ đang trong giai đoạn hình thành. Thì những cái số tiền mà kêu gọi được trong vòng này thì nó dùng để nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sau đó xây dựng cái business model để thu hút những cái nguồn đầu tư khác. Tiếp đến là cái vòng strategic round. Thì đúng như tên gọi luôn, là vòng gọi vốn chiến lược. Tại sao gọi là vòng gọi vốn chiến lược? Thì ở cái giai đoạn này á, thì cái sản phẩm của dự án nó đã có rồi, thì người ta cần tiền để người ta xây dựng những chiến lược mà tiếp cận thị trường hoặc là quảng bá thương hiệu nè, xây dựng cộng đồng. Tiếp đến là vòng private sale. Thì đây là vòng gọi vốn kín ha. Thì hầu như cái vòng này á, người ta sẽ cho những cái người mà ở trong thị trường crypto này đủ lâu, đã có tiếng trên thị trường này, hay là những cái quỹ đầu tư mà họ có những cái uy tín sẵn ở trên thị trường. Rồi, tiếp đến là public sale. Thì đúng như tên gọi là bán công khai đó các bạn. Nó có nhiều hình thức khác nhau ha, như là IDO nè, INO nè, ICO nè. Thì nó sẽ được bán trên những cái sàn DEX và CES. Thì sàn DEX là sàn phi tập trung và sàn CES là sàn tập trung. Thì các bạn có thể mình sẽ nói rõ hơn ha, mình sẽ nói rõ hơn ở phần sau nè. Thì ở trong cái phần mà public sale á, nó sẽ có một cái gọi là marketplace. Thì tại vì sao lại có marketplace? Thì khi mà các bạn chơi game á, các bạn sẽ có những cái chợ của cái game đó, thì họ gọi là marketplace, nó sẽ được công bố cùng vào thời điểm public sale tùy theo dự án. Tiếp giai đoạn tiếp theo đó là giai đoạn alpha test. Thì đây là một giai đoạn hầu như tất cả các game nó đều có cả, ngay cả game truyền thống. Khi mà họ xây dựng mọi cái hệ thống trong game đầy đủ, họ sẽ cho ra một cái bản test. Thì cái bản test đầu tiên gọi là alpha test. Thì GameFi nó cũng tương tự như vậy. Thì ở trong bản test này, họ sẽ có những cái chương trình, ví dụ như là khi bạn test, bạn có tìm ra nhiều cái lỗi khác nhau và bạn cung cấp cho lại nhà sản xuất á, thì họ sẽ thưởng cho bạn những cái token của cái game đó, hay là thưởng bằng tiền đô luôn. Thì trong giai đoạn này, họ sẽ cho các bạn thoải mái test, rồi các bạn tìm ra những lỗi, sau đó họ sẽ fix lại. Rồi tiếp theo họ sẽ qua giai đoạn beta test. Thì cũng tùy vào dự án ha. Có nhiều dự án thì nó chỉ cần tới alpha test là đủ rồi. Còn có nhiều dự án thì họ sẽ cần tới beta test một lần nữa. Họ sẽ cho khách hàng, những người chơi như mình test thêm một lần nữa để xem nó còn lỗi nào hay không. Thì cũng tùy theo dự án luôn. Trong giai đoạn này họ cũng sẽ có những chương trình để mình tham gia vào, mình đua top, hay là mình tìm ra những cái lỗi của cái game này và báo cáo cho họ. Các bạn ơi, tham khảo game Titan Hunter. Thì cái game Titan Hunter này bên kênh tụi mình cũng có bạn Phú cũng đã review về cái game này, các bạn có thể xem thêm ha. Rồi, tiếp tới là cái quy trình cuối cùng, cũng là giai đoạn cuối cùng khi mà của cái một cái dự án GameFi luôn. Đó là giai đoạn Mainnet. Mainnet tức nghĩa là sao? Mainnet tức nghĩa là họ đưa game lên chạy, là tức nghĩa là đưa game vào thực tế. Khi ở bên game truyền thống gọi là mở ra game để cho mọi người vào chơi á, thì Mainnet này nó cũng như vậy. Thì là bắt đầu mình vào thực tế luôn, không có test hay gì nữa hết trơn á. Là mình phải bỏ tiền ra, mình mua NFT hay là mình mua những cái nhân vật để mình có thể chơi được game. Ok, và vừa nãy chúng ta đã đi qua phần tổng quan về dòng chảy phát triển một dự án GameFi. Thì bây giờ mình sẽ nói sâu hơn, rõ hơn về cái giai đoạn mà các bạn có thể tham gia và mua token của một dự án GameFi. Một cái giai đoạn mà các bạn có thể mua trước khi mà những cái token nó list sàn, thì các bạn sẽ có một cái lợi thế tốt hơn. Đó là giai đoạn public sale. Thì như nãy mình có nói á,
thì trong giai đoạn bắt đầu sale này nó sẽ có nhiều hình thức khác nhau, ví dụ như là IDO, INO, ICO ha. Thì bây giờ mình sẽ nói rõ hơn, mình sẽ bắt đầu với hình thức IDO. IDO là viết tắt của Initial Desk Offering. Đây là hình thức phát hành token lần đầu tiên trên sàn DEX được tổ chức bởi chính dự án đó. Thì có hai sàn DEX mà mình hay sử dụng nhất, cũng là hai sàn mà lớn nhất hiện tại, đó là sàn Uniswap và PancakeSwap. Các bạn có thể xem hai cái logo này và lên Google để tìm hiểu thêm về hai sàn này ha. Khác với một dự án blockchain bình thường, một dự án GameFi nó có một hình thức public sale là INO. Thì INO là viết tắt của Initial NFT Offering. Thì đây là đợt phát hành NFT lần đầu tiên ra với công chúng của chính dự án đó. Thì mình sẽ cho các bạn hai cái sàn cũng coi như là lớn nhất bán NFT ở trên thị trường này, sàn DE NFT và NFT Blanche. Các bạn có thể tham khảo thêm. Ok, và chúng ta đã kết thúc chủ đề của ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình đi hết video này. Thì mình hy vọng rằng cái video này đã cung cấp cho các bạn một vài kiến thức hữu ích về thị trường GameFi. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích, hãy nhớ nhấn like, share để giúp tụi mình nhé. Ngoài ra, các bạn có thể nhấn subscribe và nút chuông bên cạnh để có thể nhận được thông báo video mới nhất của tụi mình. Cảm ơn và chào tất cả các bạn.